Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và những vấn đề tâm linh, được sự tư vấn tận tình của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn nội dung bốc bát hương gia tiên cuối năm thế nào cho đúng và linh thiêng nhất. Trong nội dung chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày tốt bốc bát hương lập ban thờ mới tháng 12 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc lập bát hương ban thờ gia tiên. 3. Các bước cần làm để bát hương thông linh được với thần linh gia tiên. 4. Quy trình bốc bát hương gia tiên chuẩn phong thủy. 5. An vị và sơn hương cho bát hương gia tiên. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị. Như quý vị đã biết, tín ngưỡng thờ cúng gia tiên là tục lệ thờ cúng những người tổ tiên đã mất có quan hệ huyết thống của nhiều dân tộc châu Á, trong đó có văn hóa Việt. Đây là quan niệm tâm linh xuất phát thuở ban đầu của người Việt về nhận thức mọi vật đều có linh hồn. Tuy rất khó giải thích hay chứng minh những sự kiện hiện hữu của linh hồn, nhưng việc thờ cúng linh hồn tổ tiên đã trở thành bản chất của nhân loại, một nét đẹp văn hóa tâm linh không thể xóa bỏ của người Việt. Việc thờ gia tiên được chú trọng bao đời nay với hình thức lập bàn thờ cúng để tưởng nhớ và hương khói hàng năm. Vậy bốc bát hương thần linh gia tiên dịp cuối năm thế nào cho đúng và đầy đủ? Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch để bốc bát hương hay bốc bát hương mới bao gồm những ngày sau. 1. Ngày 11 Canh Thân, 2. 15 Giáp Tý, 3. 16 Ất Sửu, 4. 20 Kỷ Tỵ, 5. 25 Giáp Tuất, 6. 26 Ất Hợi, 7. 30 Kỷ Mão và 8. 23 Nhâm Thân. Đó là 8 ngày tốt để bốc bát hương cho ban thờ gia tiên trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất với mình để tiến hành bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn. 2. Đồ lễ cần thiết để bốc bát hương tháng 12 âm lịch. Các cụ xưa có câu, tốt lễ thì dễ cầu, vậy nên trong vấn đề tâm linh, việc sắm sửa đồ lễ là việc không thể thiếu. Tùy thuộc vào từng địa phương và văn hóa vùng miền thì đồ lễ có thể thay đổi, nhưng đồ lễ để bốc bát hương gia tiên cơ bản cần có những lễ vật sau. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, một đĩa bánh bao chay, 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh, xôi hai đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông, nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu, hai cốc nến hoặc là cây nến. Đồ mã thì gồm có 5 đinh tiền vàng cộng với bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệ, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ gia tiên. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau: thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để nhận miễn phí bộ tài liệu hướng dẫn bốc bát hương cùng bài văn khấn nhé. Một là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc phải bát hương có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau: vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữa linh khí của mộc, được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hương thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những bảo vật kết tinh của biển cả bao la, có màu sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của chúng tôi còn có thêm chỉ ngũ sắc. Theo sự tư vấn của thầy Sa Cát, sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng cho bát hương. 2. Gạo vàng thần tài.
Gạo hoàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực may mắn. Nó được chế tạo từ cát và các đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo hoàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ba là ngũ vị hương, là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế, xông khí khi vào nhà mới, bốc bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. Bốn là tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. Năm là giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt tráng kim màu vàng chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được chúng tôi gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6 là trầm sông. Gỗ trầm hương làm thấp khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí ở trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ được cân bằng năng, vì vậy mà thấp khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc bát hương cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được chúng tôi gửi kèm trong bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tờ di hiệu sẽ ghi là phụng thờ hội đồng gia tiên họ, chư vị chân linh, hoặc là ghi là phụng thờ cửu huyền thất tổ họ, chư vị chân linh. Ghi xong di hiệu ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1. Sàng cho. Chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng, thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và chúng tôi có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3 là gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy của bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa của bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt của bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa của bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, bốc cho nếp vào bát hương, khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo lắng cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương, quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà chúng tôi gửi kèm trong bộ thất bảo vào chính giữa của bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Sau khi bốc bát hương và xông trầm xong, ta tiến hành đặt bát hương gia tiên lên ban thờ. Với ban thờ 3 bát hương thì bát hương gia tiên đặt ở bên phải bát hương thần linh theo hướng đứng cúng. Với ban thờ 2 bát hương thì bát hương gia tiên đặt ở phía trước bát hương thần linh. Tùy theo cách sắp xếp và bố trí ban thờ mà bát hương sẽ đặt ở vị trí khác nhau. Trong quá trình bốc bát hương và sắp xếp ban thờ, nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ ngay với thầy Sa Cát cùng đội ngũ chương trình qua số điện thoại 0989 349 119 hoặc comment trực tiếp vào ô bình luận để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, như vậy thầy Sa Cát cùng đội ngũ vừa giới thiệu cho quý vị cách bốc bát hương gia tiên tháng 12 âm lịch. Đây là cách bốc bát hương truyền thống của ông cha ta hàng ngàn đời nay vẫn được lưu giữ lại và được hầu hết các thầy phong thủy đang sử dụng để bốc bát hương cho gia chủ. Hy vọng qua video này, quý vị hoàn toàn có thể tự bốc bát hương nhà mình một cách chính xác và chi tiết nhất mà không cần nhờ đến bất kỳ thầy nào. Giờ cũng là dịp cuối năm, sắp được sang một năm mới. Thầy Sa Cát cùng đội ngũ xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, lộc tài vượng tiến. Thầy Sa Cát cùng đội ngũ còn rất nhiều điều muốn nói và rất nhiều kiến thức muốn chia sẻ với quý vị, nhưng do thời lượng của chương trình đã hết, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của thầy nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng thầy Sa Cát trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.